Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Bài giảng ngày hôm nay của tôi muốn chia sẻ một chủ đề. Cuộc sống của chúng ta có hai cái từ mà dường như từ nhỏ khi mở mắt ra cho tới khi qua đời, hai từ này được nhắc đi nhắc lại nhiều lắm. Một từ là từ sống, từ thứ hai là từ chết. Hãy nhắc lại cùng tôi hai từ này, sống, chết. Yeah, hai từ này nhắc nhiều lắm, tôi còn nhắc nhiều hơn cả tiền nữa cả. Sống và chết. Có nhiều khi những người mẹ dọa con, mày mà hư tao đánh mày chết. Mày mà không ăn là mày chết. Dường như hai từ này được nhắc nhiều trong cuộc sống của chúng ta lắm. Để ý thấy từ sống và từ chết, tôi phát hiện ra một điều này. Bất kỳ một sự sống nào, nó đều là kết quả của một điều gì đó đã hy sinh cho nó được sống. Bất kỳ một sự sống của đứa trẻ nào đều có một sự đau đớn trả giá của một sự chết mà mẹ nó đã gần một năm mang thai nó. Thật ra người Việt Nam gọi đó là tuổi mụ đó. Trong gần 9 tháng 10 ngày một năm, người mẹ đang chết dần dần trong cơ thể. Có những người mẹ khi đẻ đứa con xong bắt đầu người xổ xẻ, người vẻ đẹp không còn như trước đây nữa. Cái đó là một sự hy sinh. Tôi thấy bất kỳ một sự sống nào đều là kết quả của một sự hy sinh, của một sự chết. Nhưng không phải sự chết nào cũng mang tới sự sống. Sự sống nào cũng đòi hỏi phải trả giá là sự chết. Nhưng không phải sự chết nào cũng mang tới sự sống. Có những cái chết mang theo cái chết của người khác. Thầy ra chia sẻ bài giảng ngày hôm nay của tôi, cái tựa đề của nó nghe nó hơi kỳ cục. Tựa đề của nó là chết cách nào để sống. Người ta nói đầu năm hay chúc nhau phước lộc thọ. Thọ không phải là cứ sống lâu. Người ta định nghĩa sự thật giá trị cuộc sống không phải là sống lâu bao nhiêu năm, mà giá trị của cuộc sống là khi kết thúc cuộc đời này, cuộc sống của bạn còn duy trì ở những thế hệ, ở những con người khác hay không. Còn nếu mà nói rằng càng sống lâu thì càng giá trị đó, thì Chúa Giêsu thuộc người đoạn thọ. Ngài chỉ sống đến năm 33 tuổi và Ngài chết. Nhưng sự sống của Ngài không dừng lại ở cái chết trên thập tự giá, mà nó còn tiếp tục trên hàng tỷ, ở trong hàng tỷ những con người khác. Thành ra chết kiểu nào để mà sống? Hãy cùng tôi đọc câu Kinh Thánh Giăng 12 mà ban kỹ thuật đã chuẩn bị lên trên màn hình rồi. Sách Tin Lành Giăng đoạn 12 câu 23 đến câu 26. Sống quan trọng, chết cũng rất là quan trọng. Dường như người ta nói rằng chết không đáng sợ bằng chết dần dần. Cái chết dần dần kinh lắm. Nó giống như một bản án, nó giống như là tù vậy. Nó gặp nhấm trong tâm hồn. Chết dần dần, chết dần dần. Lời Chúa Giêsu dạy ở trong một đoạn Kinh Thánh, khi những người Hy Lạp muốn tới gặp Chúa. Người Hy Lạp là những người mà họ rất thích lý luận. Họ nói nhiều lắm, họ hiểu biết nhiều lắm, họ đọc nhiều lắm. Và họ không muốn gặp trực tiếp Chúa Giêsu mà lại qua một con kênh khác. Và cuối cùng anh Rê đã đưa những con người Hy Lạp tới gặp Chúa Giêsu. Và nhờ cái buổi gặp gỡ đó mà chúng ta được một bài học cực kỳ quan trọng trên thực tế. Không phải chỉ là lý luận trong đầu, mà Chúa dạy chúng ta như sau này. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Hãy nhắc lại cùng tôi, được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi. Tiếp theo nào. Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình. Nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất đi. Ai ghét hay là ai sẵn sàng đánh mất sự sống mình vì người khác trong đời này thì sẽ giữ lại đến sự sống đời đời. Tiếp, nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta. Và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người. Và Kinh Thánh này, nếu bạn đọc tiếp trong Thánh Kinh thì Chúa còn nói tiếp rằng hiện nay tâm hồn ta đang bối rối lắm. Và lời cầu xin rằng cha ơi, hãy cứu con khỏi sự này. Câu Kinh Thánh vừa rồi, Ngài nói về Ngài được vinh hiển. Nhưng sau đó Ngài nhắc tới sự chết. Sự vinh hiển
luôn luôn có cái giá trả đằng sau của nó. Tôi đã từng nói và nói nhiều lần rồi. Trong cuộc sống của chúng ta bây giờ trên đất này có hai điều mà không phải trả giá. Đó là rác và bụi thôi. Còn hết thảy những điều gì càng giá trị bao nhiêu thì cái giá trả đằng sau của nó cũng lớn bấy nhiêu. Sự vinh hiển mà Chúa nói ở đây luôn kèm theo sự chết. Bật lại câu Kinh Thánh 24-25. Lời Chúa nói rằng hạt giống lúa mì kia. Phía trên nào. Nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình. Cách đây không lâu, một đội người khảo cổ đi vào trong kim tự tháp của Pharaoh. Sau khi nghiên cứu kim tự tháp xong, họ nhặt được ở trong kim tự tháp một hạt lúa mì. Và họ mang hạt lúa mì đó về phòng thí nghiệm của họ tại Âu Châu và gieo trong một điều kiện có thể nảy được, nảy mầm được. Sau một thời gian, hạt lúa mì đó đã nảy mầm và trở thành cây lúa mì và ra bông lúa mì. Hạt lúa mì đó đã ở nằm trong trong kim tự tháp Pharaoh 35 thế kỷ mà nó vẫn ở một mình. Cho tới khi hạt lúa mì đó được gieo xuống trên đất, được tưới nước thì nó đã nảy mầm. Tôi đặt câu hỏi xem nếu hạt lúa mì đó đã được gieo 35 thế kỷ trước thì không biết từ nó đã sản sinh ra bao nhiêu chục tấn lúa mì rồi. Chúa nói hạt giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình. Cuộc sống của chúng ta đây có thể sinh sản không chỉ là đẻ con đâu, mà nó còn được gieo sự sống của mình vào đời sống của người khác nữa. Bạn ấy thấy có rất nhiều người, họ sau khi gặp gỡ một ai đó một thời gian, họ bắt đầu bắt chiếc người đó, và họ cách đi cách đứng cũng giống người đó vậy. Tôi nhớ lại Ukraine, đang ngồi trò chuyện với một số tín đồ sau buổi nhóm, tôi thấy một thằng trẻ con đi ngang qua trước mặt tôi như vậy. Nó đi với cái dạng chân như vậy này, chân khỏeo như vậy này. Nó đi ngang qua trước mặt tôi và đi ra ngoài. Sau khi nói chuyện với tín đồ xong, tôi đi ra ngoài để đi về nhà. Bỗng nhiên nhìn thấy nó chạy đuổi theo các bạn nó, vù 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 vù. Tôi mới nói với mẹ nuôi của tôi, Mama Gina: mẹ ơi, cái thằng này nó vừa ở trong nhà thờ nó đi què chân mà, tại sao giờ nó lại chạy khỏe ra thế kia? Mẹ đã nói rằng bố nó què, nó bắt chiếc bố nó. Nó nghĩ rằng cái chân què của bố nó đó là cái đẹp nhất. Thế ra ở trong hội thánh nó bắt chiếc dáng đi của bố nó cũng như vậy, và nó nghĩ như vậy là dáng đi đẹp. Nhưng mà khi nó chạy đuổi theo bạn bè, nó quên mất, nó trở lại con người tự nhiên của nó. Câu chuyện vừa rồi tôi muốn đưa tới một điều gì? Đưa tới một điều là khi chúng ta yêu thích một điều gì đó, yêu thích một ai đó, chúng ta hay muốn bắt chiếc người đó. Dường như sự sống của người đó được gieo vào đời sống của bạn vậy. Thành ra hạt giống lúa mì nếu không chết, nó sẽ không mang lại bông trái. Amen. Cũng chết đó, tôi muốn đưa bạn tới hai cái điều. Ở trong túi ni lông của tôi đây, nó chuẩn bị một cái loại hạt. Hạt này là hạt rẻ. Hạt rẻ này gieo xuống đất nó sẽ thối. Vì sao? Bởi vì nó đã được rang, tẩm muối, nó đã chết ở bên trong rồi. Mọi người hiểu không? Còn hạt này gieo xuống đất chắc chắn sẽ nảy mầm, bởi vì vỏ của nó bên ngoài sẽ bị thối, để sự sống ở bên trong của nó sẽ tuôn ra. Cuộc sống của chúng ta đây, bạn được quyền lựa chọn, hoặc là chết bên ngoài, hoặc là chết bên trong. Có những cái tính xác thịt, tính xấu xa của chúng ta bắt buộc phải chết. Còn nếu chết từ bên trong đó là nguy hiểm. Amen. Có những con thuyền, có những con tàu, nó vượt đại dương, nó bơi ở trên mặt nước. Nhưng khi những con tàu đó mà lại cho phép nước chui vào lòng của nó, là con tàu đó sẽ chìm. Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay được quyền lựa chọn, chết ở bên ngoài hay chết từ bên trong. Chết từ bên trong là bởi những cái tội chúng ta làm. Chết từ bên trong là sự không tha thứ cho người khác. Chết từ bên trong là điều gì đó mà dễ đắng đang cắm vào lòng chúng ta và làm cho chúng ta chật phần ân điển. Thật ra ngày hôm nay chúng ta cùng nhau xem một bài học
Cô-rinh-tô 1 đoạn 10 câu 11, từ câu 1 đến câu 13. Dân Do Thái sau khi ra khỏi Ai Cập, thoát khỏi sự lô lệ để tới sự sống, thế mà cuối cùng họ lại bị chết ở trong đồng vắng. Vì sao? Họ ra khỏi Ai Cập rồi mà tại sao họ lại chết trong đồng vắng? Câu trả lời: họ ra khỏi Ai Cập nhưng Ai Cập chưa ra khỏi họ. Ai là người Việt Nam ngồi ở đây giơ tay tôi xem nào. Ok, ai là người vừa rồi Tết Nguyên Đán chúng ta tổ chức Tết Nguyên Đán cùng với nhau giơ tay tôi xem nào. Như vậy có nghĩa là bạn đã rời khỏi Việt Nam nhưng Việt Nam chưa ra khỏi bạn. Ai là người đã ăn bánh chưng Tết vừa rồi giơ tay tôi xem nào. Như vậy là Việt Nam vẫn chưa ra khỏi bạn, mặc dù bạn đã rời khỏi Việt Nam. Dân Do Thái 400 năm làm nô lệ ở Ai Cập, Chúa qua Môi-se đưa họ ra khỏi xứ nô lệ làm gạch đó để bước vào đất hứa. Và trước khi vào đất hứa, Ngài đưa họ tới một cái nơi, đó là núi Sinai. Và Ngài muốn tại nơi đó họ cần được gặp Ngài trước khi vào đất hứa. Hãy lắng nghe này, nếu như chúng ta không được thay đổi thì chúng ta càng trúng quả, chúng ta càng chết. Nếu như chúng ta không được thay đổi, càng giàu chúng ta càng nguy hiểm, càng thành công và chức to, hôn nhân và gia đình càng dễ bị hủy phá. Bởi vậy cho nên Chúa đã thấy, Chúa nhìn thấy Môi-se sau khi gặp Ngài trên núi Sinai được thay đổi. Ngài cũng muốn dân Do Thái đi theo con đường mà Môi-se đã gặp Ngài để được thay đổi. Nhưng Môi-se gặp Ngài và được thay đổi, còn dân Do Thái gặp Ngài họ sợ hãi, họ bỏ trốn, cho nên họ không được thay đổi. Vì họ không được thay đổi cho nên họ đã trả giá chết ở trong đồng vắng. Anh chị em ơi, ra khỏi Ai Cập nhưng mà chúng ta cần phải có thời gian gặp gỡ Chúa để suy xét những suy nghĩ ở trong đầu chúng ta có điều gì đó cần phải thay đổi nữa cơ. Không phải chỉ ra khỏi nó mà còn bắt cái điều gì đó ra khỏi chúng ta nữa cơ. Đó là điều chúng ta cần học ngày hôm nay. Nào, cùng nhau xem lên trên Cô-rinh-tô 1 đoạn 10. Và hỡi anh em, tôi chẳng muốn cho anh em không biết tổ phụ chúng ta đều đã ở dưới đám mây, đi ngang qua biển, chịu Môi-se, làm báp tem trong đám mây, dưới biển ăn một thứ ăn thiêng liêng và uống một thứ uống thiêng liêng, vì họ uống nơi một hòn đá thiêng liêng theo mình. Và đá ấy tức là Đấng Christ. Song phần nhiều người trong họ không đẹp lòng Đức Chúa Trời, nên đã ngã chết nơi đồng vắng. Mọi điều đó đã xảy ra để làm gương cho chúng ta. Hãy nhắc lại cùng tôi, gương cho chúng ta. Như vậy có nghĩa là điều gì xảy ra với người Do Thái nó cũng sẽ xảy ra với chúng ta nếu chúng ta làm y chang như người Do Thái. Phước mà người Do Thái đã nhận được, chúng ta cũng sẽ nhận được phước đó nếu như chúng ta làm y như họ. Phước và sự rủa xả chúng ta đều nhận lãnh từ Đức Chúa Trời như nhau nếu như chúng ta học nguyên tắc đó. Và đây lời Chúa nói rằng mọi điều đó xảy ra và được chép trong quyển sách này để làm gương cho chúng ta, hầu cho chúng ta chớ buông mình theo tình dục xấu. Năm tội mà người Do Thái đã phải chết trong đồng vắng. Tội thứ nhất, tình dục xấu. Nếu đọc kỹ thì đây là tư dục xấu chứ không phải tình dục xấu. Tư dục xấu, hãy ghi lại tí nữa tôi sẽ quay lại. Cũng đừng thờ hình tượng nữa. Tội thứ hai là thờ thần tượng. Như mấy người trong họ theo lời chép rằng dân sự ngồi ăn uống rồi đứng dậy mà chơi giỡn. Chơi giỡn đây là họ sinh hoạt tình dục bừa bãi trước thần tượng mà họ thờ lạy. Tiếp theo, câu 8, chúng ta chớ dâm dục. Đó là tội thứ ba, tội dâm dục hay là tà dâm. Người trong họ đã dâm dục mà trong một ngày có 2,000-3,000 người bị bỏ mạng. 9, cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách. Tội thứ tư là thử thách Chúa. Ngược lại câu 9 tôi đọc cho nó xong. Cũng chớ thử thách Chúa như mấy người trong họ đã thử thách mà bị loài rắn hủy diệt. Câu 10, lại cũng chớ lầm bầm là tội thứ năm. Chớ lầm bầm như mấy người trong họ đã lầm bầm mà bị chết bởi kẻ hủy diệt. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Hãy nhắc lại cùng tôi,
gần cuối cùng các đời. Chúng ta đang sống thời kỳ cuối cùng đấy anh chị em. Có rất nhiều lời tiên tri bên Mỹ nói về tổng thống mới hiện tại của Mỹ. Chúa cho gia hạn, thời gian ân điển rất là ngắn. Những chuyện đang xảy ra tại Âu Châu, sắp tới bầu cử tại Đức, ai sẽ lên nắm quyền? Tại Pháp, người nào sẽ lên nắm quyền? Nó đang dẫn tới Âu Châu tới một cái vực sâu. Anh đã ra khỏi Âu Châu rồi, khủng bố đang lan tràn. Và ở nước Anh đang rất nhiều người Hồi giáo đang chiếm đất tại nơi đó. Có những thành phố toàn người Hồi giáo. Thị trưởng London là người Hồi giáo. Cái gì đang chờ đợi mỗi chúng ta? Khắp mọi nơi chiến tranh, khắp mọi nơi tai nạn. Ở tại Berlin này Giáng sinh vừa rồi có khủng bố. Cho chúng ta nhìn thấy ở gần thời kỳ cuối cùng rồi. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta. Chúng ta đang sống vào thời kỳ cuối cùng rồi. Vậy cho nên hãy lắng nghe lời của Chúa và bắt đầu suy xét vào lòng của mình. Đừng nghe cho người ngồi bên cạnh, đừng nghe hộ người ngồi đằng sau, đừng nghe cho người khác, mà nghe cho bản thân mình. Amen. Amen. Nào chúng ta cùng nhau đi. Tội thứ nhất, tư dục xấu. Tư dục xấu có nghĩa là gì? Định nghĩa tư dục xấu có nghĩa là lợi dụng người khác để có lợi cho bản thân mình. Lấy ví dụ, lợi dụng sức lao động của người khác để mà mình trở nên giàu có, cái đó là tư dục xấu. Lấy ví dụ, có những người làm chồng lợi dụng vợ để thỏa mãn cái tính xác thịt của mình mà không cần biết vợ mệt mỏi hay muốn hay không, cái đó cũng là tư dục xấu. Tham ăn, ăn của người khác để người ta đói còn mình ăn cho thỏa mãn, cái đó cũng là tư dục xấu. Thành ra tội đầu tiên đó là tư dục xấu hay tham dục từ bên trong đây này. Cái con người hỏng nát từ bên trong chúng ta cần phải được thay đổi bởi Chúa Giêsu và lời của Ngài. Amen. Hãy nhớ, tư dục xấu là đừng bao giờ sử dụng người khác để có lợi cho mình. Ngược lại với tư dục xấu có nghĩa là gì? Mình hy sinh mình cho người khác, hãy coi trọng người khác hơn mình. Cái đó là cái ngược lại với tư dục xấu. Amen. Tư dục xấu thường dẫn tới thờ hình tượng. Người ta phỏng vấn Ronaldo, thần tượng của anh là gì? Anh ta nói, thần tượng của tôi chính là tôi. Hay chụp ảnh soi gương. Từ cái tư dục xấu là mình đang coi trọng mình hơn hết những người khác. Bắt đầu nó sinh ra thờ thần tượng. Thờ thần tượng có nghĩa là gì? Không phải cứ có một cục đất to, cục đồng lớn và hình ảnh của mấy ông thổ, ông địa đó là thần tượng đâu. Thần tượng bây giờ đó, nó ma lanh lắm. Thần tượng định nghĩa có nghĩa là gì? Hết thảy, mọi điều, mọi vật, mọi công việc, mọi con người mà chiếm từ tôi nhiều thời gian, nhiều sức lực, nhiều tình cảm và nhiều tiền hơn với Chúa thì cái đó là thần tượng. Như vậy, có thể ô tô của bạn là thần tượng, có thể cái nhà của bạn là thần tượng, có thể đứa con Isaac của Abraham là thần tượng, có thể người vợ xinh đẹp là thần tượng, có thể đôi giày của mình đẹp là thần tượng, có thể chính mình là thần tượng của mình, có thể internet là thần tượng, có thể Facebook là thần tượng. Mọi người hiểu không? Bất cứ sự việc gì mà chiếm thời gian của chúng ta và tình cảm hơn hết thảy những điều khác thì cái đó là thần tượng. Mọi người hiểu amen không? Amen. Như vậy chúng ta cần xin Chúa cho thần tượng lớn bây giờ đó là Facebook. Ở một hội thánh tại Na Uy, người mục sư nói với tôi rằng: Mục sư ạ, chúng tôi vừa có một chương trình kiêng ăn cầu nguyện. Ồ hay thế à? Người đó nói rằng kiêng ăn cầu nguyện, cho tôi nói với thanh thiếu niên rằng kiêng ăn cầu nguyện kèm với lại kiêng Facebook. Trong vòng 3 ngày không vào Facebook nữa. Và cái đó là một cái việc mà thanh thiếu niên ấy, nó đã hưởng ứng. Và khi chúng ta giới hạn thời gian vào Facebook thì bạn sẽ thấy rằng sẽ có nhiều thời gian vợ chồng tương giao với nhau, có rất nhiều thời gian con cái trò chuyện với bố mẹ. Và những đứa con nó không còn bị mê nữa, nó bắt đầu nó chơi với nhau, không còn cáu giận nữa vì nó đang mê mải chơi game ở trong đó. Đúc vào cái gì cái là nó cáu, đúc vào cái gì cái là nó bực bội. Thành ra thần tượng chúng ta được định nghĩa là hết thảy mọi việc, mọi con người, mọi điều mà chiếm thời gian của chúng ta nhiều hơn, chiếm sức lực,
thì chiếm tiền bạc, chiếm tình cảm chúng ta nhiều hơn Chúa, nhiều hơn những công việc bình thường khác mà chúng ta cần có trách nhiệm, thì đó là thần tượng. Amen. Hãy vỗ tay thật to cảm ơn Đức Chúa Trời này. Dạ. Yeah. Amen. Hallelujah. Tội thứ ba là tội dâm dục. Dâm dục thực ra đúng ra dịch là tà dâm, chứ còn dâm dục thì thực ra nó cũng không phải, vì tình dục nó không phải là tội. Chúa tạo dựng ra người nam người nữ có sự cuốn hút nhau, nhưng mà tà dâm đó mới là điều chúng ta cần phải để ý. Tà dâm có nghĩa là gì? Tà dâm có nghĩa là không phải là chính dâm. Tà dâm có nghĩa là hết thảy mọi hành động, mọi suy nghĩ về tình dục mà lại không đúng với luật của Đức Chúa Trời thì cái đó là tà dâm. Lấy ví dụ, tà dâm có thể là ngoại tình, khi ăn ở, khi yêu, chạy đuổi một người không phải là vợ của mình mà là vợ của một hàng xóm thì cái đó là phạm tội ngoại tình. Nhìn một người đàn bà mà động tình tham muốn người đàn bà đó không phải là vợ của mình, nếu người đó là vợ của mình động tình tham muốn đó là chuyện rất là tuyệt vời. Amen. Nhìn vợ mà còn không tham muốn nữa thì coi là xong rồi. Khi nhìn người đàn bà không phải vợ của mình mà động tình tham muốn trong lòng thì người đó đã phạm tội tà dâm với người đàn bà đó rồi. Hãy để ý, nhìn người đàn bà chưa phải là phạm tội tà dâm. Chúa nói nhìn người đàn bà mà động tình tham muốn trong lòng cơ, mới lúc đó mới là phạm tội tà dâm. Amen. Thủ dâm hay là sinh hoạt tình dục với súc vật, Cựu Ước có nói như vậy đó, hết thảy những điều đó gọi là tà dâm. Sống với nhau mà ngoài hôn thú, không phải là vợ chồng, trai gái yêu nhau sống thử trước hôn nhân, cái đó là tà dâm. Bởi vậy cho nên những tội đó chúng ta cần phải cẩn thận. Thứ nhất, tư dục xấu, chỉ nghĩ đến mình thôi. Chương trình của Chúa đưa dân Do Thái vào đất hứa, việc lớn như vậy họ không hề nghĩ. Họ trong đồng vắng họ nghĩ rằng thèm dưa muối quá, thèm tỏi muối quá, thèm thịt quá. Trong lúc bao nhiêu việc lớn như vậy họ toàn nghĩ đến chuyện củ hành củ kiệu thôi. Cái đó là tư dục xấu, chỉ nghĩ tới cái thiện cận. Điều thứ hai là thờ thần tượng. Điều thứ ba là tà dâm. Điều thứ tư là thử thách Chúa. Ồ, câu này có vẻ hơi khó hiểu đây. Thế nào là thử thách Chúa? Định nghĩa thử thách Chúa có nghĩa là sử dụng một lời hứa của Chúa để mà hoàn thành ý đồ riêng của mình, thì đó là thử thách Chúa. Minh chứng, Satan nói với Chúa Giêsu rằng nếu ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy nhảy từ đền thờ, từ đỉnh đền thờ xuống đi, vì Kinh Thánh có chép rằng Đức Chúa Trời sai thiên sứ đó ngươi trên lòng bàn tay, cho chân của ngươi không vấp nhầm hòn đá. Nó mang lời Chúa tới để mà thử thách Ngài. Mọi người hiểu không? Thế là khi bạn dâng hiến tiền bạc, bạn đừng thử thách Chúa. Bạn đừng nói rằng Chúa ơi, con dâng cho Ngài 100 euro này, thì đầu kia phải tòi ra 100 lần hơn, 100 nhân với 100 là 10.000 phải tòi ra đầu kia này. Không, cái đấy đừng thử thách Đức Chúa Trời. Mọi người hiểu không? Đi truyền giảng, người ta nói rằng tôi thách anh đấy, nếu thực sự Chúa sống, hãy cầu nguyện cho tôi hết đau đầu đi. Cái đó cũng là một giảng mang lời hứa bởi lần đòn của Ngài các ngươi sẽ được chữa lành, để mà thử thách đó. Nếu ngươi muốn cho ta tin ngươi là con Đức Chúa Trời, hãy làm phép lạ đi. Bạn ơi, thử thách Chúa là khi bạn dùng lời của Chúa để mà đáp ứng cái bụng của mình. Có những người vợ đến nói với chồng rằng anh, lời Chúa phán với anh phải yêu em như Chúa yêu hội thánh. Tại sao bạn lại nói như vậy? Tại sao bạn không học lời Chúa cho mình trước đi mà lại toàn học cho chồng? Còn chồng lại về nói với vợ rằng lời Chúa phán với cô rằng cô phải vâng phục tôi như vâng phục Chúa. Bởi vậy cho nên tôi và vợ tôi sống với nhau chuẩn bị tròn 17 năm. Trước khi chúng tôi cưới nhau, chúng tôi có một cái luật, chúng tôi có một cái sự trò chuyện với nhau trước. Các con thanh niên, thiếu niên, một trong mười mấy điều chúng tôi ngồi nói chuyện thẳng thắn với nhau, có một điều rằng trong khi va chạm với nhau không được quyền lấy lời Chúa để bắn nhau. Lời Chúa khi nói không đúng với trạng thái và động cơ, nó có hại hơn là nó có lợi.
Lời Chúa là con gươm hai lưỡi, nó có thể cắt tỉa chúng ta hoàn thiện hơn, hay nó có thể đâm chết chúng ta. Bởi vậy cho nên khi động cơ lòng chưa đúng, đang bực bội, đừng có mang lời Chúa ra để dạy nhau. Tôi nói với vợ tôi rằng em học 3 năm trường thần học, anh học 3 năm trường thánh kinh tại Nga và làm mục sư nhiều năm. Chúng ta có đủ lời Chúa để bắn nhau, có nghĩa là chúng ta đủ vũ khí, kể cả bom nguyên tử để hủy diệt nhau nữa cơ. Bởi vậy cho nên khi động cơ không đúng, đừng mang lời Chúa ra. Vì làm như vậy, sau đó anh giảng trên này, em sẽ không còn nhận được điều gì từ anh nữa. Bởi vì nó bị dị ứng rồi, bởi vì nó bị định kiến ở trong đầu rồi. Ông nó lại dùng lời Chúa để bắn tôi đấy. Thật ra anh chị em ơi, hãy cẩn thận. Amen. Đừng thử thách Đức Chúa Trời. Còn bạn nói rằng, ôi nhưng mà Chúa, trong cái thánh chép rằng, hay là hãy nộp 1/10 và của lễ dâng, lấy điều đó mà thử ta. Vậy cái câu thử thách đó với câu thử thách mà ông đang nói bây giờ khác nhau chỗ nào? Cái câu thử thách của 1/10 đó là thế này này. Khi bạn là chồng vào bếp, vợ vừa nấu món ăn xong, có món gọi là món sườn chua ngọt. Bạn nói rằng, em ơi, anh thử nhá. Vợ bạn nói rằng, thử đi. Có nghĩa là ý của bạn nói rằng, em ơi, anh ăn nhá, để xem có ngon không. Vợ bạn nói rằng, ăn đi. Và bạn ăn vào miệng. Đấy không phải là thử, mà ăn thật đấy. Nhưng mà cái ngôn từ của bạn là thử. Nhưng mà sự thật, nếm đi để biết rằng nó ngon như thế nào. Mọi người hiểu không? Thế là Chúa nói rằng, hãy nộp 1/10 vào của lễ dâng, hãy nếm đi, hãy làm điều đó đi, để ngươi biết được sự ngọt ngào câu trả lời và sự bảo vệ của ta ra làm sao. Amen. Amen. Đó là tội thứ tư, là tội thử thách Chúa. Đừng có bao giờ lấy lời Chúa để đáp ứng cái bụng của mình. Điều thứ năm, lầm bầm. Wow, lầm bầm. Lầm bầm. Lạ thật. Chúa tạo dựng ra chúng ta có hai tai để nghe một sứ điệp, nhưng mà mình có một miệng lại đôi khi nói hai lời. Lúc thì nói này một kiểu, lúc nói kia một kiểu. Thành ra lầm bầm định nghĩa có nghĩa là thế nào? Lầm bầm định nghĩa không phải là bạn không được quyền nói sự thật. Lầm bầm có nghĩa là bạn tuyên xưng những điều trái với những gì mà Chúa đã tuyên xưng. Nếu Chúa nói rằng con là đứa con yêu dấu của ta, thì bạn không được quyền nói bạn là con chó hay con mèo, bạn không xứng đáng. Hãy nói những gì mà Chúa nói, đừng nói những gì nghịch lại với lời Chúa phán. Amen. Khi Chúa nói rằng ta cứu con, bạn không thể nói rằng ôi Chúa bỏ con à. Cái đó là lầm bầm. Lầm bầm là lời công bố ngược lại với những gì mà Chúa phán, ngược lại với những gì Chúa phán với hội thánh, ngược lại những gì Chúa hứa với bạn. Cái đó là lầm bầm. Amen. Dạ, năm tội ngày hôm nay. Tội thứ nhất, tư dục xấu. Tội thứ hai, thờ hình tượng. Tội thứ ba, tà dâm. Tội thứ tư, thử thách Chúa. Tội thứ năm là lầm bầm. Dường như năm tội này nó luôn đi theo, đi xa sát nhau vậy. Đầu tiên tư dục xấu dẫn tới thờ thần tượng. Thờ thần tượng dẫn tới phạm tội tà dâm. Tà dâm cầu nguyện thấy không thấy Chúa trả lời, bắt đầu vác lời Chúa ra để thử thách Chúa. Và thử thách Chúa xong, cuối cùng lòng không được có sự bình an vui vẻ, quay sang lầm bầm than vãn. Bật tiếp câu Kinh Thánh. Tôi chuẩn bị kết thúc bài giảng rồi. Phía trên, ok. Những sự ấy có nghĩa hình bóng và họ đã lưu truyền để khuyên bảo chúng ta là kẻ ở gần cuối cùng các đời. Câu 12. Vậy thì ai tưởng mình đứng? Ai tưởng mình đứng? Hãy giữ kẻo ngã. Anh cần cho tôi mượn cái bút nào. Ai tưởng mình đứng? Hãy giữ kẻo ngã. Cái bút của tôi đây, nó đang bắt đầu viết. Nó viết những áng thơ, nó soạn những bài giảng. Và nó nhìn thấy những cái bút nằm ở bên cạnh nó. Nó nói rằng, mày thấy không, tao oách chưa? Nó tưởng nó đang đứng như vậy này, vì nó đang đi, nó đang được viết. Nhưng mà Chúa nói rằng, đừng có kiêu ngạo. Người đứng được bởi vì có bàn tay của ai đó đang sử dụng người. Ai tưởng mình đứng? Thực sự nó đang đứng đấy, nhưng nó tưởng nó tự đứng. Không, mày không tự đứng được. Mày đứng là bởi vì có ai đó giữ mày trong bàn tay để viết. Còn nếu mày tự đứng là
mày nổ. Cuộc sống của chúng ta đây giống như chiếc xe đạp. Tại sao người ta gọi là xe đạp? Bởi vì có đạp thì xe mới chạy. Dường như nó chạy thì nó mới đứng. Nó đứng là nó sẽ đổ. Và nó chạy được là nhờ có ai đó ngồi trên nó mà đạp. Thầy giáo Chúa nói rằng những ai tưởng mình đứng, hãy khiêm nhường, cẩn thận, không ngã. Bản thân tôi cũng giống như hết thảy anh chị em, mỗi chúng ta được đặt vào một vị trí trong cuộc sống này. Tôi giảng, bạn ở vị trí khác. Vị trí nào trong Chúa cũng vô cùng quan trọng. Không có vị trí nào, không có chi thể nào trong thân thể của tôi là không có giá trị đối với tôi hết. Và mỗi một vị trí đó Chúa đặt để hay giữ mình để kẻo ngã. Những sự cám dỗ đến cho anh em chẳng có sự nào quá sức loài người. Đức Chúa Trời là thành tín. Đức Chúa Trời là thành tín. Bật lên hộ, hình như là bị nhầm câu này này. Đức Chúa Trời là thành tín, luôn luôn không để cho chúng ta quá sức mình đâu. Nhưng trong sự cám dỗ, cái này nó bị thiếu nhiều một vài từ. Nhưng trong sự cám dỗ, Ngài cũng luôn mở đường cho ra khỏi, để chứ không phải là ẻ, để cho anh em có thể chịu được. Đó là câu lời hứa cho mỗi chúng ta. Cuộc sống ai cũng có sức ép. Tôi đã có một thời gian là 1 năm vừa rồi, 5 tháng 6 tháng trời, 150 ngày bị sức ép kinh hoàng. Nhưng hãy lắng nghe này, nếu như bạn tin Đức Chúa Trời là đấng sống, nếu bạn tin Đức Chúa Trời là đấng yêu thương bạn, nếu bạn tin Đức Chúa Trời là thành tín, thì Ngài sẽ biết sức của bạn. Ngài đang tôi luyện bạn để than đá trở thành kim cương qua sức ép, qua nhiệt độ lớn và qua sự cô đơn. Chúa khiến cho những cục than đá đó trở thành kim cương trong hết thảy mọi sự khó khăn mà bạn đang gặp bây giờ trong cuộc sống. Lời hứa mà Chúa dành cho bạn ngày hôm nay, trong hết thảy mọi sự khó khăn, Ngài luôn thành tín. Nếu như bạn không thể chịu được hơn nữa rồi đấy, thì hãy đến với Chúa cầu nguyện rằng: Chúa ơi, con hết sức chịu nổi rồi, hãy giúp cho con ra khỏi. Bạn thử mà xem. Kinh nghiệm 20 mấy năm hầu với Chúa, có cả vợ tôi ngồi phía dưới kia đang dịch. Chúng tôi có nhiều năm sống tại Nga, có những lúc họ thu hộ chiếu của hai vợ chồng chúng tôi. Và mỗi 15 phút họ gọi điện thoại tới để trục xuất. Mỗi người một nẻo. 3 tuần liền, chúng tôi mới hiểu rằng gánh nặng của tinh thần kinh hơn là bệnh tật trong thân thể nữa. Và chúng tôi mỗi lần ai đó gục, người kia nói: anh ơi hãy cố gắng lên, khi nào vợ tôi gục rồi em hết chịu nổi tôi lại đỡ vợ tôi. Hai người luôn đi cùng đường, người này đỡ kẻ kia. Nhưng cuối cùng đến tuần cuối cùng, 21 ngày gần hơn 3 tuần gì đó, tôi mới nói vợ tôi rằng: em ơi, cứ tiếp tục như vậy chúng ta không thể chịu hơn nổi. Nào, tôi giờ câu kinh thánh vừa rồi đó, nắm tay vợ đọc to và nói: nào, chúng ta hãy cùng nhau đến với Chúa xin, hãy mở đường cho chúng con ra khỏi, để chúng con còn chịu được hơn không chịu nổi nữa rồi. Chúng tôi nắm tay nhau và cầu nguyện. Có vợ tôi ngồi phía dưới. 3 ngày sau, lối thoát mở. Bạn ơi, nếu bạn tin và tôi tin, Chúa là đấng sống, Chúa đấng yêu bạn, không để cho bạn chết đâu. Bạn còn biết con của bạn sức nó vác được bao nhiêu cân gạo, huống chi Chúa của tôi và bạn, nhân từ quyền năng lại không biết sức của bạn hay sao? Ngài là đấng thành tín. Bởi vậy cho nên tôi muốn mời chúng ta cùng nhau đứng dậy. Không có tội nào đến cám dỗ chúng ta mà quá sức chúng ta đâu. Có thể ai đó đang đứng tại đây, bạn đang rơi vào sự cám dỗ mà dường như sức của bạn yếu lắm. Bạn cứ phạm đi phạm lại hoài. Bạn ơi, ngày hôm nay cơ hội, bạn hãy tới qua bài học ngày hôm nay. Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con. Mời ban tôn vinh ai đó đánh đàn. Xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con. Hãy đến với Chúa cầu nguyện. Cha ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì lời của Ngài ngày hôm nay giúp mỗi chúng con cảnh tỉnh. Chúng con biết được rằng nếu tiếp tục chúng con sống trong phàm dục, lợi dụng người khác để có lợi cho bản thân, rồi cuối cùng đối diện với sự chết, kết thúc cuộc đời trên đất này, chúng con để lại hết thảy những điều đó cho ai? Hãy giúp cho mỗi chúng con gieo sự sống của mình. Thời gian của chúng con cũng là sự sống của chúng con. Giúp đỡ một ai đó là gieo sự sống của mình cho người đó. Dâng một ít tiền cho ai đó nghèo khổ cần sự trợ giúp,
cái đó cũng là dâng sự sống của chúng con cho người khác. Khuyên bảo, chăm sóc, giảng dạy, nhận không, cho không, cái đó cũng là gieo sự sống của mình cho người khác. Hãy giúp cho mỗi chúng con không thờ lạy thần tượng. Hãy soi sáng chúng con. Tôi muốn kể cho bạn nghe một người nữ ở bên Nga. Cô hỏi tôi rằng: mục sư ơi, em hay phạm cái tội này lắm. Mỗi lần phạm xong em lại hối hận, xin Chúa tha thứ nhưng lại phạm lại. Mục sư cho em lời khuyên làm sao để thắng được cái tội đó. Tôi rót đầy một cốc nước và nói với người nữ sinh viên đó rằng: hãy cầm cốc nước đầy này đi vòng xung quanh hội thánh và đừng để cho nó rơi một giọt nào sóng từ bên trong ra. Xong lại đây, mục sư sẽ cầu nguyện cho em. Bắt đầu cô bé đó cầm cốc nước. Hiện nay cô ta cùng với chồng đang hầu về Chúa. Cầm cốc nước đi bộ rất là chậm chạp, vừa đi vừa cẩn thận để nước ở bên trong không sóng ra. Nó nhìn vào miệng cốc này, đi vòng xung quanh hàng ghế. Hội thánh ở bên Nga lúc đó khoảng 800 đến 900 chiếc ghế. Họ ngồi xung quanh như vậy. Và trong lúc cô bé nó đi nhìn vào cốc nước, tôi nói với bọn thanh niên, hôm đó có cầu nguyện đêm, tôi nói với bọn thanh niên rằng: hãy ê nó đi, hãy trêu nó đi, hãy khích bác nó đi. Cả hội thanh niên ê. Cô bé kia vẫn tiếp tục đi với cốc nước. Và nó quay trở lại trước mặt tôi ở trên bục giảng và nói rằng: em đã làm xong công việc của mục sư giao, không một giọt nước nào sánh ra. Tôi cầm cốc nước mà nó đưa cho và hỏi nó: vừa rồi em có thấy người này người kia trêu em và cười giễu em không? Nó bảo không. Tôi hỏi: em có biết tại sao mà em không nhìn thấy người ta cười giễu em không? Nó nói rằng: bởi vì em quá chú tâm vào miệng cốc này để cho nước không sóng, cho nên em không để ý được những chuyện khác. Chúa tạo dựng ra chúng ta một điều vô cùng đặc biệt. Khi bạn chú tâm vào điều gì, bạn không còn để ý những việc khác nữa. Để tránh được thờ thần tượng, hãy chú tâm vào Ngài. Khi bạn chú tâm vào Ngài, không còn ai nói xấu bạn, bạn nghe được nữa. Người ta nhổ nước bọt, bạn cũng không còn để ý nữa. Người ta vả má của bạn không còn chấp nữa. Người ta gọi bạn là chó, bạn không còn thấy đau lòng nữa. Bởi vì cốc nước này, nó quan trọng ra làm sao đối với bạn. Và lời của Ngài dạy: hãy chú tâm những việc ở trên trời, đừng để ý những việc ở dưới đất. Và khi bạn chú tâm, bạn sẽ thấy có nhiều tác dụng. Để tránh được tội tà dâm, bạn ơi, nếu bạn có vợ, có chồng, hãy bắt đầu tưới nước cho cái cây ở trong nhà của bạn từ ngày hôm nay. Đừng tưới quá nhiều. Tưới nhiều quá mà lúc nó chết úng đấy. Và đừng bỏ khô cả tháng trời không tưới, nó chết khéo đấy. Hãy bắt đầu từ từ ngày hôm nay, một chút nước cho đất ẩm thôi. Ngày mai lại tiếp tục. Cầu xin Chúa cho cái lãng mạn trở lại với hôn nhân của bạn. Những người làm chồng, hãy nghiên cứu vợ của mình để biết rằng người vợ cần cái gì tự mình để đáp ứng. Vợ, hãy nghiên cứu chồng của mình, điều gì chồng cần để mình đáp ứng. Thân thể của bạn không thuộc về bạn, của người chồng không thuộc về người chồng nữa mà của người kia. Hãy bắt đầu chiều nhau vì danh Chúa, vì ma quỷ đang tìm lỗ hổng để chen chân hôn nhân của bạn. Còn nếu ai đang sống một mình, bạn ơi, ở một mình không có nghĩa là bạn cô đơn. Bạn có một đấng luôn bên cạnh bạn. Hãy bắt đầu chú tâm vào lời của Đức Chúa Trời để tránh được tội thử thách Chúa. Bạn hãy cẩn thận miệng của mình, suy xét lại lòng của mình. Không phải những lời cầu nguyện của bạn chưa nhận được câu trả lời có nghĩa là Ngài không nghe bạn cầu nguyện. Không, hãy xem xét lại. Hoặc là bạn phải chỉnh lại cuộc sống của bạn, hoặc là bạn cần phải kiên trì thêm một chút nữa. Không phải điều gì bạn xin lập tức bạn nhận được, giống như bạn đối xử với con của bạn vậy. Nó đòi điều này điều kia, nhưng đâu phải ngay lập tức bạn đưa cho nó đâu. Còn nếu nó xin cái gì mà bạn không cho, hãy cẩn thận, con bạn sắp tới sẽ là đứa trẻ hư đấy. Nó phải học cách kiên nhẫn, nó phải học cách trả giá cho điều nó sẽ được nhận, để tránh sự lầm bầm. Hãy đến gần Chúa hơn. Hãy dán cái miệng của mình lại,
khi có những ý tưởng xuất hiện tiêu cực trong đầu của bạn, bạn nói rằng, ồ, tôi thường xuyên có những ý tưởng đó, người khác không có nhưng mà tôi có. Bạn ơi, bạn nhầm rồi. Người nào cũng có ý tưởng xấu như bạn hết ấy. Chỉ có cái chúng ta xử lý nó thế nào ở trong đầu và cẩn thận ra miệng ra làm sao thôi. Sống chết nằm ở quyền của cái lưỡi. Bạn cần phải hiểu, bạn cần phải được sống thịnh vượng. Cho nên cẩn thận cái lưỡi, cái miệng của mình, đừng lầm bầm. Amen. Hãy nắm tay nhau lại nào, cầu nguyện cho người lân cận. Thánh Linh yêu dấu ơi, cảm ơn Chúa vì lời của Ngài ngày hôm nay. Hãy giúp chính mình con, vợ con, gia đình con trước tiên, và những anh chị em trong hội thánh này, hãy thay đổi gia đình chúng con, để mà qua chúng con Ngài thay đổi những người khác. Hãy giúp cho mỗi chúng con tại đây học được bài học ngày hôm nay, để chúng con không chết ở bên trong, mà chúng con có sự sống ở bên trong và chết ở bên ngoài cái vỏ cứng, để cho sự sống của Chúa ở bên trong chúng con thực sự nảy mầm, mang lại bông trái. Hạt giống lúa mì kia đang nắm tay nhau đây này, hạt lúa mì đó quyết định ngày hôm nay sẽ chết những ý tưởng riêng của mình, sẽ chết những tư dục xấu của mình, sẽ chết những hình tượng xấu của mình, sẽ chết những tư tưởng tà dâm trong tâm trí và hành động, sẽ chết với những điều thử thách Chúa để làm đẹp lòng bản thân, sẽ chết với những lời tiêu cực không ra miệng của mình nữa. Ngày hôm nay Đức Thánh Linh ơi, hãy giúp chúng con nhờ lời Chúa đóng đinh mình vào thập tự, để Chúa sống qua chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa. Con giao phó anh chị em, gia đình của chúng con. Con cầu nguyện cho các con của chúng con, thanh niên và thiếu niên đây, tuổi này đang rất có nhiều sự cám dỗ. Con cầu nguyện Ngài gìn giữ các con của chúng con. Đức Thánh Linh yêu dấu ơi, hãy bảo vệ chúng nó. Tương lai chúng nó nằm trong tay của Ngài. Chúng con cảm tạ Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Anh chị em thấy được sự dạy dỗ, động chạm thăm viếng từ Chúa qua bài giảng của mục sư, nhớ hãy chia sẻ video trên mạng cộng đồng cho nhiều người được biết. Chúa yêu bạn rất nhiều.